Chào các em, thầy tự giới thiệu, thầy là thầy Phúc dạy tiếng Anh. Hôm nay thầy rất vui được biết các em và cũng rất vui được gặp lại các bạn học sinh cũ của thầy. Đây là tiết học đầu tiên của năm học lớp 9. Thầy muốn giới thiệu sơ lược một vài nét cơ bản trong quyển sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 và đồng thời thầy cũng muốn gửi đến các em một số lời khuyên khi chúng ta học sách tiếng Anh lớp 9 nhé. Trong chương trình tiếng Anh lớp 9, chúng ta có tổng cộng là 10 bài học, 10 units. Ở học kỳ 1, chúng ta sẽ học 5 bài, từ bài 1 đến bài 5. Học kỳ 2, chúng ta học 5 bài còn lại, từ bài 6 đến bài 10. Về cấu trúc của mỗi bài học như sau. Mỗi bài học chúng ta gồm có 7 phần. Phần 1 là Getting Started. Trong phần này, chúng ta sẽ học một số từ vựng mới về cấu trúc ngữ pháp hoặc là kiến thức có sẵn trong bài học nhằm mục đích chuẩn bị cho các bài học tiếp theo. Phần 2, Listen and Read, là một phần nhằm giới thiệu đến chúng ta về nội dung của chủ điểm, ngữ pháp, từ vựng hoặc là các chức năng giao tiếp trong đời sống. Phần này sẽ có những câu hỏi hoặc là các yêu cầu bài tập để kiểm tra mức độ hiểu bài, đồng thời giúp các em chú ý vào những nội dung thông tin và ngữ liệu chính của bài. Phần thứ ba là phần Speak. Đây là phần luyện nói, giúp các em tập sử dụng các cấu trúc và từ vựng để thực hiện các mục đích giao tiếp khác nhau, có liên quan đến nội dung của chủ đề bài học. Phần thứ tư, Listen. Đây là bài luyện nghe hiểu. Đây là bài luyện nghe hiểu, có liên quan đến chủ đề của bài học. Một mặt nhằm củng cố các cấu trúc, từ vựng mà chúng ta đã học. Mặt khác, nhằm bước đầu giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe hiểu để lấy thông tin, phục vụ cho các mục đích trong đời sống. Phần thứ năm, Read, là bài đọc hiểu nhằm tái tạo và mở rộng nội dung chủ điểm, mở rộng cấu trúc, từ vựng, đồng thời phát triển kỹ năng đọc hiểu của các em. Phần thứ sáu là phần Write, là bài tập viết giúp các em củng cố lại những ngữ liệu đã học, đồng thời giúp các em học cách diễn đạt các nội dung giao tiếp qua ngôn ngữ viết và làm quen với một số thể loại viết đơn giản, phục vụ cho các mục đích giao tiếp hàng ngày. Phần thứ bảy, Language Focus, là phần bài tập ngữ pháp giúp các em luyện tập, củng cố và hệ thống lại các cấu trúc trọng tâm trong bài học. Phần cuối trong sách giáo khoa từ trang 93 đến trang 99 là phần tóm tắt các chủ điểm ngữ pháp mà chúng ta sẽ học trong các bài học trong sách giáo khoa. Các em có thể tham khảo trước khi chúng ta chuẩn bị bài hoặc là chúng ta ôn tập chuẩn bị kiểm tra hoặc là thi nhé. Trang 100 là phần giới thiệu bản phiên âm quốc tế nhằm giúp các em biết cách đọc phiên âm khi chúng ta tập phát âm những từ vựng mới mà các em tra ở cuối sách theo đơn vị bài học. Do phần này phải mất rất nhiều thời gian để hướng dẫn nên thầy sẽ có một video hướng dẫn riêng dành cho các em về việc phát âm bản phiên âm quốc tế này và cách ghép âm khi mà chúng ta đọc một từ tiếng Anh. Các em nên đăng ký kênh YouTube của thầy với tên là Thầy Lê Hồng Phúc Cà Mau để dễ dàng theo dõi các bài học mới mà thầy tải lên nhé. Từ trang 101 đến 108 là phần tóm tắt những từ vựng mới quan trọng trong 10 bài học của chúng ta các em sử dụng để chuẩn bị bài trước giờ học. Tiếp theo là thầy sẽ ôn tập cho các em một vài chủ điểm ngữ pháp cơ bản mà ở lớp 8 chúng ta đã học. Các em quan sát cẩn thận, nếu có quên phần kiến thức nào
thì chúng ta hãy chịu khó viết lại nhé các em. Vì đây là những kiến thức có liên hệ mật thiết với những bài học đầu tiên của chương trình lớp 9. Thầy khuyên các em hãy cố gắng học kỹ lưỡng. Cuối bài ôn tập này, chúng ta có hai bài tập ngắn giúp các em luyện tập và hiểu bài nhiều hơn. Thank you.
Sau đây, chúng ta có hai bài tập dùng để ôn tập những quy tắc ngữ pháp mà chúng ta vừa ôn lại. Các em luyện tập nhé. Bây giờ, các em hãy bấm tạm dừng video để chúng ta ghi chép hoặc quan sát các câu bài tập cho rõ hơn. Ở cuối bài có phần đáp án nhằm giúp các em. Nếu như câu bài tập nào khó quá, các em có thể tham khảo. Thầy chúc các em mở đầu một năm học mới, tuy trong tình hình dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi, nhưng các em vẫn kịp thời nắm bắt được kiến thức bài học của mình nhé. Thầy chúc toàn thể các em khỏe mạnh và hẹn gặp lại các em trong bài học đầu tiên của sách giáo khoa lớp 9. Đó là Unit 1, A Visit from a Pupil nhé. Bye bye, see you later.